Trong thế giới bóng đá ngày nay, chúng ta đã nghe khá nhiều đến những câu lạc bộ được đầu tư với ngân sách ngút trời từ những ông chủ giàu có. Hay nói cách khác là họ đã dùng tiền để đốt cháy giai đoạn để tiến tới thành công nhanh hơn. Họ dùng tiền để mang về những ngôi sao bom tấn có thể nhanh chóng biến họ trở thành một tập thể cho chiếc vô địch. Những Manchester City hay Paris Saint-Germain chính là ví dụ điển hình cho việc này, khi họ luôn nhận được sự hậu thuẫn từ những giới thượng tầng giàu có. Tuy nhiên, các bạn đã từng nghe đến một câu lạc bộ từng được coi là giàu nhất thế giới, từng vung tiền không tiếc tài để mang về những ngôi sao xịn sò nhất trong làng tung cầu, nhưng giờ đây lại đang phải đối mặt với việc bị giả thể và thiếu ngân sách hoạt động. Và trong video ngày hôm nay trên Cảm Show, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về câu lạc bộ này. Đó là AZ Makhachkala. AZ Makhachkala, hay còn biết đến với cái tên ngắn gọn hơn là AZ, là câu lạc bộ bóng đá của Nga, được thành lập vào năm 91 tại thành phố Dagestani, thủ đô của Makhachkala, và được một cựu cầu thủ của Dynamo Makhachkala có tên là Alexander Makarov thành lập. Từ AZ mà chúng ta đang thấy trong tên của đội bóng có nghĩa là ngọc trai theo ngôn ngữ Kumyk, và nó cũng là tên trước đây của Makhachkala. Trong khoảng thời gian đầu tiên sau khi thành lập, AZ được chỉ định chơi ở giải hạng 3 theo hệ thống bóng đá Nga và đã kết thúc mùa giải đầu tiên của mình ở vị trí thứ 5. Đây được coi là một thành tích đáng khích lệ chứ một tập thể còn non trẻ như AZ. Tuy nhiên, cũng chỉ mất đúng 5 năm kể từ khi thành lập, câu lạc bộ này đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 và có được một vé lên sân chơi hạng nhất, tức chỉ sau mỗi giải ngoại hạng Nga, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Eduard Malofeev. Và rồi đến năm 1999, họ vô địch giải ngoại hạng nhất và lần đầu tiên được hít thở bầu không khí giải đấu hấp dẫn nhất xứ sở Bạch Dương. Thế nhưng, ngoại hạng Nga luôn là một cái gì đó rất khác biệt với AZ. Họ không thể trụ vững được trước sức cạnh tranh của giải đấu và phải liên tục lên hạng xuống hạng. Đến năm 2009, đội chủ sân AZ Arena thêm một lần nữa vô địch giải hạng nhất và thăng hạng lên ngoại hạng Nga. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng đó cũng chính là danh hiệu cuối cùng mà họ có được cho đến ngày nay. Nếu nhìn vào năm thành lập của câu lạc bộ này, chúng ta sẽ thấy đây là một tập thể quá đỗi non trẻ nếu so sánh với các ông lớn khác trên khắp bản đồ châu Âu. Những Manchester United, Barcelona, Real Madrid đều là những câu lạc bộ có số tuổi lên đến 3 chữ số. Vì thế, nếu so sánh về kinh nghiệm hay thâm niên hoạt động bóng đá, thì AZ vẫn chưa là gì cả. Nhận thấy điều này, AZ Makhachkala cần phải tìm cách thật nhanh rút ngắn khoảng cách này. Kế hoạch từng bước là có thể thống trị giải quốc nội Nga, sau đó là sân chơi Champions League, sau đó là lọt sâu vào những vòng đấu trong ở các đấu trường danh giá nhất châu Âu. Và đương nhiên, để có thể thực hiện kế hoạch này một cách nhanh chóng, điều đầu tiên mà AZ cần không phải là kinh nghiệm, cũng chẳng cần bản lĩnh. Họ phải cần một nguồn tài chính dồi dào để có thể chi đậm, hay chết là mang về những ngôi sao đã hết thời để về đây lấy tiếng. Năm 2011, bước đi đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất được tiến hành. Tỷ phú Suleiman Kerimov đã mua lại AZ và rất nhanh chóng, ông chi 200 triệu đô để nâng cấp cơ sở vật chất. Trong đó đáng kể nhất chính là việc xây dựng lại sân thi đấu, nâng tổng số ghế ngồi lên thành 40.000 chỗ nhằm đáp ứng đủ điều kiện của UEFA. Không dừng lại ở đó, cuộc đại náo thị trường chuyển nhượng cũng nhanh chóng bắt đầu ngay trong mùa đông năm đó. AZ nhanh chóng tạo tiếng vang khi mang về hậu vệ trái huyền thoại Roberto Carlos mà không tốn một đồng nào từ Corinthians. Chưa dừng lại ở đó, người đồng đội của Roberto Carlos tại Corinthians, Jusile, cũng được mang về với mức giá là 10 triệu euro. Tiền đạo Diego Tardelli, người đang đá khá cháy tại Atletico Mineiro, cũng được tậu về. Ngoài ra còn có thêm những cầu thủ từ nhiều câu lạc bộ khác nhau đang chơi khu vực Nam Mỹ. Và rồi đến mùa hè, AZ mang về thêm Yuri Zhirkov từ Chelsea với 15 triệu euro. Tuy nhiên, quả bom tấn to nhất được câu lạc bộ nước Nga kích nổ chính là Samuel Neto, được chiêu mộ từ Inter với mức giá lên đến 21 triệu euro. Không những vậy, tiền đạo người Cameroon còn bỏ túi mức lương cực khủng lên đến 20,5 triệu euro một mùa. Đây được coi là kỷ lục thế giới thời điểm đó. Không chỉ có dàn cầu thủ xịn sò, AZ Makhachkala còn mang về một chiến lược gia lão làng, đó là Chris Hiddink. Đương nhiên, với một chiến lược gia quá nổi tiếng và định hình được lối chơi riêng của mình như cựu huấn luyện viên người Hà Lan, AZ buộc phải chi thêm tiền để mua cho ông những cầu thủ thích hợp. Và thế là thêm 12 triệu euro được chi ra nhằm chi mua Christopher Samba từ Blackburn Rovers. Tuy nhiên, việc đem về quá nhiều ngôi sao cùng lúc đã phản tác dụng. AZ không những không duy trì được thành tích ban đầu mà họ còn làm tệ hơn, đặc biệt là tại đấu trường cúp quốc gia, khi để mình bị loại vào 1/16 dù cho trước đó đã từng vào trận chung kết.
nhưng tướng Suleiman sẽ nhìn ra vấn đề của mình. Nhưng ông lại kiên quyết cho rằng mình chưa đầu tư đủ mạnh. Thế nên vào tháng 9 năm 2012, Lassana Diarra cập bến với mức giá 5 triệu euro với tham vọng tạo được một siêu đội hình có thể khuynh đảo trời Âu. Tuy nhiên một lần nữa những gì mà AZ làm được như là áo quần cúp quốc gia mùa 2012-2013 và về đích thứ 3 tại giải ngoại hạng Nga, một vị trí không đủ để họ giữ Champions League. Tuy nhiên, khi luật công bằng tài chính ra đời, Suleiman Kerimov buộc phải cắt giảm ngân sách của AZ. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải bán tháo những ngôi sao của mình. Thậm chí mọi thứ còn diễn biến theo chiều hướng tệ hơn khi bị Liên đoàn bóng đá Nga cấm chuyển nhượng và phải dùng những cầu thủ trẻ chưa được đào tạo bài bản để trá vào những lỗ hổng đó. Tuy nhiên, một câu lạc bộ chuyên dùng tiền để mua cầu thủ như AZ chỉ bao giờ được đánh giá cao ở khoản đào tạo mang non. Với tình thế bất lực, Suleiman đã không còn cách nào khác ngoài việc phải rao bán đội bóng, và ông đã bán được vào tháng 12 năm 2016 cho Osman Kadiev. Và mặc cho ông chủ mới đã thay đổi rất nhiều huấn luyện viên khác nhau, nhưng thành tích của AZ không thể nào cải thiện được. Hệ quả là từ nhóm cạnh tranh xuất dự Champions League, câu lạc bộ trượt dài xuống giải hạng 2 trong mùa bóng 2018-2019 và cho đến hiện tại vẫn không thể nào ngóc đầu lên được. Mọi thứ như giọt nước tràn ly vào ngày 3 tháng 6 mới đây, khi Liên đoàn bóng đá Nga không cấp giấy phép hoạt động cho AZ Makhachkala để được thi đấu tại giải hạng 2 nước Nga nữa, họ đã mất quyền được coi là một tổ chức chuyên nghiệp. Toàn bộ AZ đã nỗ lực hết sức để có thể được cấp phép hoạt động và luôn hy vọng vào một kết quả lạc quan. Song, mọi thứ đã không thành sự thật. Tuy vậy, chúng tôi tin rằng đây chưa phải là dấu chấm hết. Một ngày nào đó, AZ sẽ trở lại. Một ngày nào đó, vì tinh tú này sẽ lại tỏa sáng trên bầu trời lần nữa, thậm chí còn rực rỡ hơn trước. AZ Makhachkala đã chơi trận đấu cuối cùng của mình vào ngày 5 tháng 6 theo giờ Nga và trước khi chính thức trở thành lịch sử của bóng đá Nga. Một cái kết không thể nào buồn hơn cho một tập thể từng được coi là giàu nhất hành tinh, đó chỉ mua được những ngôi sao bóng đá hàng đầu đã từng gây tiếng vang bằng việc cho các cầu thủ di chuyển bằng máy bay từ sân tập đến sân nhà thi đấu. Nhưng rồi giờ đây, tiền là vấn đề khiến câu lạc bộ này phải dừng hoạt động. Sự thiếu khôn ngoan và tính mất kiên nhẫn, ý lại vào bản thân có tiền của AZ, một lần nữa cho chúng ta một bài học vô giá. Bản lĩnh, giá trị truyền thống hay sự bền vững là những thứ mà tiền không thể nào mua được.